Xin chào tất cả các bác và các anh em. Ngày hôm nay thì em nhận được rất nhiều vang số của anh em gửi đến căn trình. Và trong một cái không khí ngày 8 tháng 3 cho nên rằng là bản thân em cũng có nhiều cái ảnh hưởng do cái không khí của xã hội. Thế nhưng mà em cũng lên sóng muộn chia sẻ các anh em để các anh em có thể yên tâm. Thì ngày hôm nay em nhận được rất nhiều vang số của anh em gửi đến căn trình ở rất nhiều tỉnh khác nhau, rất nhiều hãng khác nhau. Có những chiếc băng số là lần đầu tiên gửi đến cho em quan trình và có những chiếc băng số mà cũng đã gửi cho em quan trình rồi. Bây giờ nó lệch lạc hay là cần thay đổi thì lại gửi cho em quan trình. Thế nhưng mà các bác cứ yên tâm. Đối với em thì làm một cái vấn đề mà trên băng số là nó rất là khó khăn. Là một cái công đoạn khó nhất trên một dàn karaoke. Bán loa, bán mic, bán đẩy thì nó rất là dễ thôi. Bán loa, bán mic, bán đẩy dễ, chẳng có phải căn chỉnh gì cả. Có vốn nhập về là như vậy, là xác định được là về cái âm sắc là có thể là bán được rồi. Thế nhưng mà trên vang số thì nó còn liên quan vấn đề effect. Và vấn đề effect nó sẽ làm thay đổi cái chất âm của cái âm sắc. Cho nên em là cái người mà đảm đương một cái vai trò, một cái vị trí rất là quan trọng ở trên bộ dàn karaoke. Thế nhưng mà các bác cứ yên tâm, kể cả những chiếc vang số 500, 1 triệu là em vẫn làm cho các bác anh em khá hay. Cái điều này thì có lẽ rằng các bác anh em không thể tin. Đây là một cái bác ở Thái Bình có gửi cho em chiếc vang số Theta K1. Bác này ở Thái Bình có gửi cho em chiếc vang số Theta K1. Và hôm nay thì bác có nhắn tin đánh giá về cái chất âm mà mà em làm ở trên chiếc Theta K1. Đây là bác ở Thái Bình nhé, đã gửi cho em chiếc vang số Theta K1. Đây là một cái dòng vang số mà rẻ tiền thôi. Có lẽ rằng trên thị trường có khi còn dưới 1 triệu. Trên thị trường cái vang số Theta K1 này dưới 1 triệu. Cho nên là em có thể là khẳng định được rằng kể cả cái dòng vang số mà 500 đến 1 triệu vẫn làm được cho các anh em khá hay. Bác này Thái Bình. Và đây là em có gửi cho bác một cái video clip mà em đã chia sẻ về chiếc vang số Theta K1 này. Cho nên rằng là rất nhiều những chiếc vang số mà các anh em mua về sử dụng không hay thì gửi cho em căn chỉnh là khi nhận lại sẽ khá hay. Và bác này đây là cái thiết bị bác này đang sử dụng này. Bác ấy còn gửi cho em một cái đoạn video clip quay về cái thiết bị đang sử dụng cũng như về không gian. Và khi nhận lại chiếc Theta K1 đây. Đây là bác này ở Thái Bình và khi nhận lại chiếc Theta K1. Một chiếc vang số mà trên thị trường có lẽ rằng bây giờ chưa đến 1 triệu. Em nghĩ rằng là Theta K6 em bán có 1 triệu rưỡi thôi. Thì Theta K1 có lẽ rằng là dưới 1 triệu. Dưới 1 triệu. Bác này ở Thái Bình. Và ngày hôm nay thì em nhận được rất nhiều chiếc vang số. Thì em cũng điểm danh như này nhá. Từ trên xuống dưới đi. Đây là một chiếc em ở Hà Nội. Là trước đây có mua của em chiếc vang số Max 2000. Tức là siêu T3 chạy phần 11.4.1. Và khi sử dụng thì nó bị lỗi. Thì chú này như vậy là khắc phục cái lỗi thì lại gửi cho em chiếc vang số này và kèm theo bộ mic này nhé. Đây là cái bộ mic của chị em Hà Nội. Đây là cái bộ mic DB550 Plus của chị em Hà Nội. Là gửi kèm theo chiếc vang số mà trước đây đã mua của em này. Nhưng mà nó bị lỗi, mang đi sửa. Sửa thì cái người cài đặt đấy, giữa cái vấn đề mà người cài đặt và cái người sửa chữa nó khác nhau nhé. Sửa chữa chỉ biết là cho nó sống thôi. Ra nhạc, ra mic thôi. Còn hay không thì do người cài đặt. Cho nên chú này lại gửi cho em là chiếc vang số T3 Siso 1.4.4 và gửi từ bộ mic này. Đây là các bác ở Thanh Hóa này. Bác này đã gửi cho em chiếc vang số này rồi và bây giờ thì nó lệch lạc lại gửi cho em. Tức là đây là chiếc vang số Hugo V6 nhá. Đây là chiếc vang số Hugo V6 của bác Thanh Hóa đã gửi cho em căn chỉnh. Và bây giờ lại gửi cho em căn chỉnh lại. Đây là một cái bác Hải Dương. Trước đây đã gửi cho em chiếc vang số là Cafan D6 này. Cafan D6. Và bác này có một cái cảm nhận rằng là chất mic nó hơi bị xé. Thì lần này bác ấy lại gửi cho em cái bộ mic này để em căn chỉnh lại chiếc D6 này và xử lý về cái vấn đề mà mic bị xé này. Khả năng là loa sáng cộng với mic thì sẽ xử lý chiếc vang số này để cho nó phù hợp bộ mic này này. Một cái chú em Hà Nội. Một chú em Hà Nội là trước đây đã gửi cho em chiếc vang số này căn chỉnh rồi nhé.
Bây giờ thì chú này muốn cần thay đổi thì chú lại gửi kèm theo cái bộ mic này. Đây là bộ mic cái gì chữ tàu này, 1 này. Đây là cái bộ mic của chị em Hà Nội. Đây là bộ mic cho em Hà Nội gửi kèm theo chiếc vang số DK Đa Kinh DK8600 nhá. Và đây là một chiếc Nam Định. Rất nhiều các anh em đã từng gửi vang số cho em. Và bây giờ thay đổi thiết bị hay thay đổi nhu cầu thì lại gửi cho em căn chỉnh nhá. Đây này. Đây là một chiếc em Hà Nội đã gửi chiếc vang số này cho em căn chỉnh. Và bây giờ lại gửi cả mic này. Đây là bác Hải Dương này. Trước đây đã gửi chiếc K-Fan D6 này và bây giờ lại gửi theo mic này. Đây chiếc em Hà Nội này. Gửi chiếc vang T3 1.4.4 và lại gửi mic này. Đây là cái bác ở Thanh Hóa là đã gửi cho em và bây giờ như vậy là lại gửi cho em là thay đổi này. X5 Nam Định này. Dòng X thì em căn chỉnh rất là nhiều rồi. Rất là nhiều. Và đây chiếc X12 hàng bãi màu đen. Chiếc này ở Hải Phòng thì phải này. Em nhận được nhưng mà chưa rõ thông tin này. Đây là chiếc X12 hàng bãi. Có tên là CA7 này. CA7 này. Ở Hải Phòng thì phải. Xem trên cái đơn mà gửi cho em ấy thì hình như Hải Phòng. Nhưng mà chưa rõ số điện thoại tên tuổi. Ở đây là một chiếc vang số rất là hay nhá. X12 hàng bãi. Có tên CA7. Cho nên rằng là các bác cứ yên tâm. Đây là chị em Hà Nội có gửi cho em chiếc vang số DK Đa Kinh 8600 và bộ mic Bayer. Cho nên tại sao là em lại có thể mạnh dạn là chia sẻ các anh em ấy, là khi các anh em đã tin tưởng gửi cho em quan chỉnh ấy, thì kể cả là vang số 500 1 triệu là cũng khá hay mà. Bởi đây là những chiếc vang số mà em đã từng căn chỉnh, hoặc là các anh em là lần đầu tiên gửi cho em căn chỉnh. Nhưng mà tất cả những chiếc vang số này thì em rất là hiểu về cái chất âm ở trên những chiếc vang số này rồi. Siso T3 thì làm quá nhuyễn rồi, dòng Hugo hay là dòng Ka-Fan hay là cái dòng DK Đa Kinh 8600 hay là X5, X2 quá nhuyễn rồi. Thì em nhiều việc, cũng chuẩn bị cưới con trai cho những nhiều việc. Cho nên rằng là em cũng giả soát để cho các anh em có thể là khi mà gửi vang số cho em ấy thì có thể yên tâm là khi nhận lại sẽ có những cái cấu hình khá là hay. Mặc dù các anh em có thể là sử dụng rất nhiều các cái bộ loa, bộ dàn khác nhau, nhưng em khẳng định được rằng là các anh em khi nhận lại sẽ có một chất âm khá hay.